Chán võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt pha đét những lời thách đấu của Cung Lê. Chưởng võ sư pha đét dành sự tôn trọng đối với Cung Lê và sẵn sàng đối đầu võ sĩ 100% dòng máu châu Á thành công nhất, đấu trường MMA. Trưa ngày 19 tháng 7, chưởng võ sư pha đét cho biết sẽ tới Nam Hình Đạo với tâm thế hòa nhã và sự chân tình. Ông nghe nói chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đang nhận được sự bảo vệ từ Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang. Vì vậy ông Kiệt không cần phải sợ nữa, pha đét chỉ muốn tới bắt tay ông Kiệt. Ngoài ra ông Huỳnh Tuấn Kiệt chỉ muốn học trò giao đấu với học trò. Fordes tuyên bố tôi đến đây với 4 môn đệ của mình. Chúng tôi sẵn sàng giao đấu, chúng tôi có thể đến Nam Hình Đạo bất cứ lúc nào và chỉ để bắt tay. Chưởng võ sư Fordes nói thêm mục tiêu của ông khi đến Việt Nam không phải để tìm kiếm sự nổi tiếng. Ông muốn tìm hiểu sự thật về võ công vượt ngoài sự tưởng tượng của chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Võ sư người Canada cũng khẳng định không tạo ra chiêu trò gì để được nổi tiếng. Tôi chẳng là gì trong thế giới này, chỉ là một người luyện võ. Nhiều lúc tôi cảm thấy đau buồn khi ngoài kia có rất nhiều võ sư dởm. Tôi có sự tôn trọng rất lớn dành cho những võ sĩ MMA vì họ đã lột trần sự dối trá của những võ sư dởm. Chưởng võ sư Fordes nhận định Cung Lê là một võ sĩ giỏi và dành sự tôn trọng đối với võ sĩ MMA. Nên việc đấu với Cung Lê là vinh dự. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ tại Việt Nam, Fordes sẽ nhắm tới Cung Lê. Anh ấy từng nói sẽ cho tôi đo ván một cách dễ dàng. Tuy nhiên tôi và Cung Lê không có thủ án gì cả. Tôi nghĩ chúng tôi nếu có giao đấu thì đó chỉ là một cuộc tỉ thí với tất cả sự tôn trọng, Fordes khẳng định. Cơn ác mộng châu Á Cung Lê có thực sự đủ sức làm cho Fordes phải tốn mớ hóa đơn bệnh viện. Sau từ Hiểu Đông đến lượt võ sư Fordes làm cho Cung Lê gai mắt, anh cho rằng Fordes không đủ tuổi đấu với mình và sẽ no đòn nếu đôi bên gặp gỡ. Ít ngày qua Cung Lê tỏ ra quan tâm đến sự kiện võ sư Fordes về Việt Nam. Cung Lê cho rằng Fordes đã bắt nạt người lớn tuổi khi giao lưu võ thuật với hai võ sư tại Hà Nội. Anh cũng cho rằng Fordes có phần thúc ép chưởng môn Nam Hình Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt thái quá. Không hài lòng về Fordes, Cung Lê cũng khẳng định võ sư này sẽ phải tốn mớ hóa đơn bệnh viện nếu đấu với mình. Trước đấy Cung Lê cũng cho rằng chỉ cần đệ tử của mình là đủ thắng võ sư Fordes. Vậy Cung Lê lợi hại đến đâu và có thừa sức đánh thắng Fordes như anh khẳng định? Học võ để tự vệ. Đến Mỹ từ khi còn nhỏ tuổi, Cung Lê tên thật là Hoàng Lê Cung, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt bởi vóc dáng thua kém. Vì thương con, mẹ anh Lê Thị An Phong đã hướng dẫn Cung Lê làm quen với tại Taekwondo để tự vệ từ năm lên 10. Anh tỏ ra đặc biệt hứng thú và có năng khiếu với môn võ này. Sau khi đạt những thành tựu nhất định ở Taekwondo, Cung Lê tiếp tục đi sâu tìm hiểu và tập luyện nhiều môn võ thuật khác nhau như wrestling, Brazil, Jiu-Jitsu, Judo, Võ Việt Nam. Dần dần, từ mục đích tự vệ, anh bắt đầu đi theo con đường của một võ sĩ chuyên nghiệp. Sự khổ luyện để tạo nên võ sĩ bất bại. Mỗi buổi sáng, anh thức dậy rất sớm và bắt đầu các bài tập tạ nhẹ, nâng lớp ô tô. Buổi chiều, anh đấm bao và một số bài tập bổ sung khác. Với Cung Lê, thời gian trong ngày của anh chủ yếu là tập luyện và tập luyện. Khi được hỏi đối thủ lớn nhất từng đối đầu là ai, anh chia sẻ đó chính là Cung Lê. Theo anh, chiến thắng được bản thân mình là điều khó khăn nhất. Một khi đã vượt qua bản thân thì mới nghĩ đến chuyện đối đầu với kẻ khác. Cung Lê đã học và thành thạo nhiều môn võ khác nhau như tán tủ đai đen, taekwondo đai đen, judo đai đen, brazil, jiu-jitsu đai xanh. Nhiều người nói đùa rằng anh mang trong mình một thân võ công cực kỳ thâm hậu, tựa như những cao thủ ở phim kiếm hiệp. Trở thành cơn ác mộng châu Á. Từ khi trở thành võ sĩ chuyên nghiệp và thượng đài, Cung Lê đoạt hơn 35 giải thưởng quốc tế 3 lần, đoạt chức vô địch thế giới. Võ sĩ 43 tuổi này chưa có thất bại nào trên sàn đấu kickboxing với 17 trận toàn thắng. Cung Lê cũng đã có 3 lần làm đội trưởng đội tuyển Mỹ tham dự giải Wushu Thế giới tổ chức tại Italia năm 1997 và Hồng Kông năm 1999. Đặc biệt, Cung Lê đánh bại Rasarov và trở thành vô địch hạng trung trước khi chuyển sang theo đuổi sự nghiệp điện ảnh và tham gia GFC, giải đấu võ tự do lớn nhất thế giới. Bước sang thi đấu sang GFC, Cung Lê cũng đạt được những thành công vang dội. Ấn tượng nhất chính là chiến thắng trước Triết Trang Linh, huyền thoại của GFC vào năm 2012. Tại Macau. Chưa dừng lại ở đó, Cung Lê còn từng đánh bại võ sĩ người Trung Quốc Na Sun, biệt danh là Mongolian King. Sau chiến tích khó tin này, anh được giới truyền thông Mỹ đặc biệt danh là cơn ác mộng châu Á. Tại lễ trao giải thưởng giải trí 2004, anh được tôn vinh là võ sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới và lên bìa các tạp chí nổi tiếng. Chất quái trong lối đánh của Cung Lê, chỉ cao có 1m77, Cung Lê nhỏ bé hơn hầu hết các đối thủ từng thượng đài. Tuy nhiên nhiều người đã phải bất ngờ khi chứng kiến anh thi đấu bởi võ sĩ này có lối tấn công cực kỳ đa dạng đẹp mắt và tính chính xác cao. Người ta thường thấy anh kết hợp bước di chuyển của quyền anh, những ngón khó hiểm hóc của Jiu-Jitsu, đòn cắt kéo thường thấy ở môn tán thủ và lối tấn công sử dụng đòn khuỷu, đòn chân của môn Muay Thái. Điều thú vị là những đòn thế này đều được Cung Lê luyện tập nhuần nhuyễn và nâng chúng lên thành những tuyệt chiêu, hoặc như anh gọi là kỹ thuật đặc biệt.
Đặc sản của cung lê là cú đá xoáy dựa trên phong cách chiến đấu của Tây Vinh Đô và Mông Thái. Bill Gilbert mô tả cú đá hậu quay vòng của anh như đụng phải xe tải, khiến cho các đối thủ vô phương chống đỡ. Chính những đòn phối hợp như thế mà nhiều đối thủ đã ngã gục khi thượng đài với anh. Không chỉ tham gia thượng đài đấu võ, cung lê còn dần dần nổi danh với vai trò diễn xuất và tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng. Thiết quyền thủ, vết thương khó lành. Năm 2009, anh hợp tác cùng ngôi sao võ thuật Chung Tử Đơn trong bộ phim Hồng Kông mang tên Thập Quyệt Phi Hành. Trận đấu bắt đầu với cảnh trừ đuổi bay nhảy ngoạn mục đập sắc của cung lê và Chung Tử Đơn trên phố xá Hồng Kông đông người. Tiếp theo đó là màn tỉ thí đậm phong cách võ tự do. Cảnh quay này sau đó được nhà sản xuất dùng để quảng bá bộ phim Thập Quyệt Phi Hành tại Thượng Hải. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.